trong bản tin ngày 17 tháng 8 hôm nay mời quý vị theo dõi các bản tin chính sau đây. Đảng bảo thủ công bố cương lĩnh bầu cử của mình và hứa hẹn hàng tỷ đô la để đối phó với đại dịch mới. Thêm lệnh sơ tán vì nhiều ngôi nhà đang gặp nguy hiểm khi cháy rừng bùng phát dữ dội ở các khu vực khác nhau của BC. Ontario xem xét bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với công nhân ở một số cơ sở phụ nữ Alberta đang mang thai được kêu gọi tiêm phát sinh khi số ca nhập viện do COVID-19 tăng vọt. Nghiên cứu cho biết, trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng lây truyền COVID-19. Thủ tướng Trudeau cho biết, hàng ngàn người Afghanistan sẽ được tái định cư trong những tuần tới trước tình hình thảm khốc tại đất nước này. Bảy người chết tại sân bay Kabul trong tuyệt vọng thoát khỏi Afghanistan. Doanh số bán nhà ở Canada giảm 3% trong tháng 7 giá trung bình giảm xuống còn 662.000 đô la. Thủ hiến Quebec cam kết 100 triệu đô la cho nhà ở giá cả phải chăng ở phía bắc của tỉnh. Một phụ huynh ở Vaughan bị phạt 880 đô la sau khi gửi con có các triệu chứng COVID-19 đến nhà trẻ, khiến cho 17 đứa trẻ khác bị lây nhiễm. Quân đội Mỹ không thể và không nên chiến đấu trong một cuộc chiến và hy sinh trong một cuộc chiến mà các lực lượng Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu cho chính họ. Tổng thống Biden đã bảo vệ quyết định rút quân của mình ở Afghanistan. Áp thấp nhiệt đới đe dọa tàn phá thêm ở Haiti sau trận động đất. Số người thiệt mạng tăng lên 77 do lũ lụt ở Thổ Nhĩ Kỳ, 47 người mất tích. Sau quyết định giãn cách xã hội thêm một tháng tại Sài Gòn, người dân tóc nằm về quê tránh dịch. Và cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Tuấn Liêm, Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Và cảm ơn quý vị đã đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Đảng bảo thủ phát hành cương lĩnh bầu cử hứa hẹn hàng tỷ đô la để đối phó với đại dịch mới đảng bảo thủ Canada công bố cương lĩnh bầu cử dài 160 trang, một chương trình nghị sự với nhiều hoài bão, hứa hẹn hàng tỷ đô la chi tiêu mới để hỗ trợ nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Không giống như các cương lĩnh bầu cử của đảng bảo thủ trước đây, tài liệu này đề xuất một vai trò mạnh mẽ của chính phủ trong nền kinh tế bằng cách vơ một số tiền mặt lớn giúp các doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch trong hai năm tới. Lãnh đạo của đảng ông Erin O'Toole cho biết chính phủ bảo thủ sẽ cân bằng ngân sách trong thời gian 10 năm và mức thâm tục liên bang cho riêng năm tài chính này dự kiến là 381,6 tỷ đô la. Chính phủ do ông O'Toole lãnh đạo sẽ chi nhiều tiền hơn cho chăm sóc sức khỏe bằng cách thúc đẩy tốc độ tăng trưởng hàng năm của Canada Health Transfer lên ít nhất là 6% so với tốc độ hiện tại, vốn gắn liền với lạm phát. Đảng nói rằng, việc chuyển giao chi phí y tế hào phóng hơn sẽ tốn gần 60 tỷ đô la trong 10 năm tới trong ngân khố của liên bang. Nhưng trọng tâm của kế hoạch là lời hứa tạo ra một triệu việc làm. Để đạt được mục tiêu đó, đảng này sẽ cung cấp số tiền thậm chí còn nhiều hơn số tiền mà chính phủ tự do đã lên ngân sách dành cho những người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đây là một phần trong nỗ lực khôi phục tất cả việc làm bị mất trong 18 tháng qua. Kể từ cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào năm 2019, Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 27.000 người Canada và đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Thông qua kế hoạch tăng việc làm cho Canada, chính phủ bảo thủ sẽ trả tới 50% tiền lương của những người mới tuyển dụng một khi khoản trợ cấp lương khẩn cấp hiện tại của Canada gọi tắt là CEWS kết thúc Trước đó, thì Bộ trưởng Tài chánh Christia Freeland đã gia hạn chương trình CEWS cho đến cuối tháng 10. Để thúc đẩy chi tiêu kinh doanh, đảng này tạo ra một tổ chức mang tên Canada Investment Accelerator sẽ cung cấp khoản tín dụng thuế 5% cho bất kỳ khoản đầu tư vốn nào được thực hiện vào năm 2022-2023. Đảng cũng sẽ giới thiệu tín dụng thuế xây dựng lại Main Street để cung cấp khoản tín dụng thuế 25% cho tối đa 100.000 đô la mà người Canada đầu tư vào một doanh nghiệp nhỏ trong 2 năm tới. Họ sẽ cung cấp các khoản vay lên tới 200.000 đô la cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực khách sạn, bán lẻ và du lịch để giúp họ đứng vững trở lại. Tối đa 25% các khoản vay có thể được tha thứ tùy thuộc vào doanh nghiệp thu của công ty. Đảng cho rằng chương trình tài khoản doanh nghiệp khẩn cấp tại Canada CEBA hiện tại của chính phủ tự do là quá nhỏ. Để hỗ trợ các nhà hàng, đảng bảo thủ hứa hẹn khoản phúc lợi hàng tỷ đô la. Trong một tháng, chính phủ bảo thủ sẽ giảm giá 50% cho thức ăn và thức uống không còn được mua để ăn uống tại các nhà hàng từ thứ hai đến thứ tư. Đảng của ông O'Toole cũng hứa hẹn sẽ tăng lương cho những người lao động có thu nhập thấp bằng cách tăng gấp đôi phúc lợi cho người lao động Canada. Canada Worker Benefit hiện có lên tới tối đa là 2.800 đô la cho cá nhân và 5.000 đô la cho gia đình. Đảng cũng hứa hẹn sẽ trả số tiền này dưới dạng tiền gửi trực tiếp hàng quý thay vì hoàn thuế vào cuối năm chương trình chỉ dành cho những cá nhân có thu nhập dưới 24.573 đô la một năm hoặc là các gia đình có thu nhập của hộ gia đình từ 37.173 trở xuống. Chính phủ của Đảng Bảo thủ sẽ loại bỏ chương trình chăm sóc trẻ em của Đảng Tự do trị giá 30 tỷ đô la và thay vào đó là chuyển khoản khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em hiện có thành khoản hoàn lại tín dụng thuế để trang trải tới 75% chi phí giữ trẻ cho các gia đình có thu nhập thấp hơn. Theo đó, một gia đình có thu nhập 30.000 đô la sẽ nhận được tới 6.000 đô la để trang trải chi phí chăm sóc cho con cái, nhiều hơn số tiền 1.200 đô la mà họ có thể nhận được hiện nay. Chính phủ do đảng bảo thủ lãnh đạo cũng sẽ ra lệnh cho cuộc cạnh tranh điều tra các khoản phí ngân hàng. Ông O'Toole cho phép các công ty viễn thông nước ngoài cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho người dân Canada để giảm giá, với điều kiện là các công ty Canada tại quốc gia của công ty đó cũng phải được đối xử tương tự để giải quyết vấn đề nhà ở, giá cả phải chăng, ông O'Toole sẽ cấm tất cả các nhà đầu tư nước ngoài mua nhà ở Canada trong thời gian ít nhất là 2 năm. Về kế hoạch khí hậu, thay vì gửi tiền thuế carbon đến Ottawa, đảng bảo thủ sẽ chuyển các khoản thuế phải trả cho nhiên liệu hóa thạch vào tài khoản tiết kiệm carbon thấp của mỗi cá nhân. Tính đến ngày 16 tháng 8, đảng tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò bầu cử tới 35%. Đảng bảo thủ đang đứng ở vị trí thứ hai với 29% và đảng Dân Chủ mới NDP dưới sự lãnh đạo của ông Charles Mitchell đứng ở hàng thứ ba với 19,3%. Thêm lệnh sơ tán vì nhiều ngôi nhà đang gặp nguy hiểm khi trái rừng bùng phát dữ dội ở các khu vực khác nhau của tỉnh BC cảnh báo sơ tán đã được ban hành ở Merritt, Tây Kelowna và Kamloops khi các đám cháy rừng bùng phát dữ dội vào hôm Chủ nhật. Ở các khu vực khác nhau của tỉnh BC, phía nam khu vực Interior khiến cho nhiều ngôi nhà gặp rủi ro. Toàn bộ thành phố Merritt đã được đặt trong tình trạng báo động vì mối nguy hiểm tiềm tàng đối với tính mạng và sức khỏe với khoảng 7.000 cư dân của cộng đồng được yêu cầu chuẩn bị rời đi ngay nếu cần. Cộng đồng tại đây đang được cảnh báo vì đám cháy Little Creek tiếp tục phát triển trong điều kiện thời tiết khô nóng kèm theo gió. Đám cháy hiện có diện tích ước tính lên tới 56.329 ha và các cơ quan phòng cháy chữa cháy của PC lưu ý rằng khói từ lửa đang hạn chế tầm nhìn và tạo ra các điều kiện khó khăn. Ngọn lửa Little Creek đã bùng cháy kể từ ngày 30 tháng 6, phá hủy gần như toàn bộ làng Little vào ngày hôm đó hai người đã chết vì hậu quả của trận hỏa hoạn đó. Trái sừng cũng đang ảnh hưởng đến việc đi lại ở trong khu vực Interior với xa lộ Coca-Cola hiện đã bị đóng cửa theo cả hai hướng giữa Hope và Merritt dự kiến sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là sáng thứ ba. Trận trái rừng Tremont Creek tăng trưởng đột ngột đã buộc thành phố Kemp Loop phải ban hành cảnh báo rời khỏi nhà đối với 734 bất động sản. Trong khi khu vực Thompson-Nicola ban hành cảnh báo riêng cho ít nhất là 166 bất động sản gần Cherry Creek. Đám cháy Tremont Creek hiện có quy mô hơn 63.000 ha và được xếp vào loại ngoài tầm kiểm soát. Vào ngày Chủ nhật, cơ quan PC Wi-Fi Service cho biết trận trái đáng kể thêm vào tầm nhìn kém do khói đã cản trở các hoạt động chữa trái trên không suốt cả ngày ở khu vực gần hồ Thon Qua. Ở phía tây Kelowna, khu vực trung tâm quận Okanagan đã ban hành cảnh báo rời khỏi nhà đối với khu vực lân cận với Glen Rosa do trái rừng Mau Lo. Lệnh rời khỏi cũng có hiệu lực đối với 460 tài sản ở Glen Rosa. Cư dân được lệnh rời khỏi nên rời đi ngay lập tức. Theo cơ quan chống trái rừng PC, gió giật lên 60 km h đã đẩy ngọn lửa vượt qua các đường ngăn chặn ở khu vực vào ngày Chủ nhật. Các đám cháy đang gia tăng ở White Rock Lake Angamip Creek và Litton, cộng thêm gió lớn dự kiến sẽ kéo dài đến thứ hai. Hiện có hơn 260 đám cháy rừng đang bùng cháy trên khắp BC. Ontario đang xem xét bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với công nhân ở một số cơ sở. Theo Global News, chính phủ Ontario đang xem xét bắt buộc việc tiêm vaccine COVID-19 cho một số công nhân ở những nơi có nguy cơ cao, các quan chức chính phủ sẽ họp vào tối ngày thứ hai và sẽ xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe dài hạn và có thể đối với cả các nhà giáo dục. Điều đó có nghĩa là người lao động trong các lĩnh vực này cần được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 trước khi trực tiếp làm việc. Nếu chính phủ quyết định tiếp tục biện pháp này thì một số thông báo có thể được đưa ra sớm, có thể là vào ngày thứ ba. Và điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của chính phủ Ford. Chỉ mới hơn một tháng trước, Thủ hiến Doug Ford cho biết chính phủ của ông không xem xét việc bắt buộc tiêm chủng COVID-19 đối với nhân viên y tế, nói rằng đó là quyền hiến định của họ để quyết định xem họ có muốn tiêm xin hay không. Theo nguồn tin, tỉnh có thể thông báo rằng các mũi tiêm chủng tăng cường sẽ được cung cấp cho một số cư dân dễ bị tổn thương nhất. Và trong khi các quan chức trước đây đã nói rằng Ontario có thể rời khỏi bước 3 trong kế hoạch mở cửa trở lại, một khi 75% dân số đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ trong số các yêu cầu khác là một mục tiêu mà tỉnh đang gần đạt được. Nguồn tin cho biết có thể sẽ vẫn ở lại trong bước 3 trong tương lai gần do số lượng ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Giám đốc y tế của tỉnh, đó là tiến sĩ Kieran Moore, dự kiến sẽ thông báo về chủ đề phát sinh bắt buộc và có mở cửa nền kinh tế thêm nữa hay không trong cuộc họp giao ban hàng tuần vào chiều thứ ba. Thưa quý vị, các phòng khám chủng ngừa COVID-19 sẽ hoạt động tại các trường học ở tỉnh Ontario và các địa điểm lân cận khi năm học bắt đầu. Đây là nỗ lực tiếp cận những thanh niên chưa được tiêm chủng khi năm học bắt đầu vào tháng tới. Đây là một phần của chiến lược tiêm chủng bước cuối cùng của chính phủ nhằm mục đích giúp học sinh cũng như gia đình và nhân viên trường học dễ dàng tiêm phòng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ông Stephen Lachey cho biết các đơn vị và hội đồng y tế công cộng địa phương sẽ được yêu cầu tổ chức các phòng tiêm vaccine. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong các nhóm tuổi đủ điều kiện ở tỉnh Ontario, với 69% đã được tiêm một liều vaccine và 55% đã được tiêm chủng đầy đủ. Hiện không có vaccine COVID-19 nào được chấp thuận ở Canada cho trẻ em dưới 12 tuổi. Các phòng khám tại trường dự kiến sẽ hoạt động trước khi năm học bắt đầu và trong vài tuần đầu tiên của các lớp học, nhưng chính phủ không cho biết nơi nào đã được lên lịch. Các phòng khám có thể hoạt động trước, trong hoặc sau giờ học, trong khuôn viên trường học hoặc ngoài cơ sở với sự hợp tác của hội đồng nhà trường. Hôm thứ hai thì tỉnh đã khuyến khích người dân đi tiêm chủng, nhưng vẫn duy trì rằng việc tiêm chủng COVID-19 tiếp tục trên cơ sở tự nguyện. Vaccine sẽ chỉ được tiêm tại các phòng khám trường học nếu có sự đồng ý từ người nhận vaccine, miễn là họ có khả năng đưa ra quyết định này. Những lời kêu gọi về việc bắt buộc những người làm công việc tuyến đầu như chăm sóc sức khỏe và giáo dục, tiêm vaccine đã tăng lên trong những tuần gần đây. Thủ hiến Đức Ford cho đến nay đã bác bỏ ý tưởng này, nhưng vào hôm thứ Hai, Bộ trưởng Y tế của tỉnh cho biết chính phủ sẽ sớm có thêm thông tin về vấn đề này. Trong một bài phát biểu tại cùng một cuộc họp vào thứ Hai, Thủ Hiến Ford đã ca ngợi tiến độ tiêm chủng của tỉnh, nhưng thừa nhận rằng đại dịch có thể đặt ra những thách thức khác. Ông nói, chúng ta vẫn chưa kết thúc công tác với COVID. Đây là một loại virus có thể lợi dụng bất kỳ cơ hội, điểm yếu nào trong hệ thống để đột biến và thậm chí còn gây chết người hơn. Chúng ta phải chuẩn bị chung sống với COVID. Ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ở tỉnh Alberta phải nằm trong phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt vì COVID-19. Các ca nhập viện xảy ra khi tỷ lệ các ca bệnh do biến thể Delta gây ra tăng trên toàn tỉnh. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Calgary, đã có 900 ca nhiễm Covid-19 mới ở người mang thai kể từ tháng 4 và tỷ lệ này đang tăng lên nhanh chóng. Các ca nhiễm mới đã tăng từ mức trung bình 4 ca mỗi tuần trong tháng 7 lên 25 ca chỉ trong tuần qua. Trong số đó, thì 14 phụ nữ mang thai phải đến phòng cấp cứu và hai phụ nữ hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bao gồm một phụ nữ đang thở máy. Các nhà nghiên cứu cho biết một số bà mẹ đã truyền COVID-19 cho trẻ sơ sinh và một số trẻ trong số đó phải nhập viện chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tiến sĩ Aliana Castello thuộc Viện Nghiên cứu Bệnh viện Di động ở tỉnh Alberta khẳng định rằng các vấn đề này đều có thể phòng ngừa được. Tiến sĩ Castello giải thích, những người mang thai đã đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19 ở tỉnh Alberta từ đầu năm 2021. Chúng tôi có bằng chứng mạnh mẽ từ hơn 100.000 người mang thai được tiêm vaccine COVID-19 rằng vaccine này an toàn và bảo vệ tốt cho cả mẹ và con. Trong khi dữ liệu tiêm chủng đầy đủ về phụ nữ mang thai bị bệnh COVID-19 nghiêm trọng trong đợt COVID-19 thứ tư vẫn chưa được biết, các nhà nghiên cứu cho biết rằng những phụ nữ mang thai bị bệnh và nhiễm COVID-19 trong đợt thứ ba đã không được tiêm chủng. Nhiều phụ nữ mang thai do dự về vaccine với lý do là lo ngại về sự an toàn cho cả bản thân và thai nhi. Lan sóng COVID-19 hiện tại ở tỉnh Alberta đang bị thúc đẩy bởi biến thể Delta, hiện là chủng virus chiếm ưu thế trên toàn tỉnh và dễ lây lan hơn các biến thể trước đây của bệnh. Biến thể đào tà đang lây lan chủ yếu ở những người vẫn chưa được tiêm chủng và là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến COVID-19 nghiêm trọng nhất ở tỉnh Alberta. Sau đây là một số cập nhật nhanh về con số COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 16 tháng 8, Canada báo cáo thêm 1.974 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.455.971 trong số đó có 19.082 ca còn bệnh. Có thêm 5 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca tử vong là 26.704 cho đến nay. Hơn 51.5 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 27.4 triệu người, tức là 72% trong tổng dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 63 63,3% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Nói một cách khác, 82,5% dân số đủ điều kiện trên 12 tuổi đã tiêm một liều vaccine và 73% dân số đủ điều kiện đã được tiêm đầy đủ cả hai liều. Trong 3 ngày cuối tuần, tỉnh BC đã báo cáo 1.434 ca bệnh mới và thêm một ca tử vong. Tổng cộng 104 người đang nằm viện. Lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 7, số người nhập viện với COVID-19 là hơn 100 người. Trong số đó thì có 47 người đang được chăm sóc đặc biệt, gấp đôi so với một tuần trước khi chỉ có 20 người trong khu vực chăm sóc đặc biệt ICU. Tỉnh Alberta thì ghi nhận thêm 392 ca mắc mới, một ca tử vong. Trong 72 giờ qua, có tổng cộng 1.407 ca nhiễm đã được báo cáo. Tỉnh Ontario thì ghi nhận có thêm 526 ca bệnh mới và không có thêm ca tử vong trong 3 ngày liên tiếp. Đây là ngày thứ năm liên tiếp tỉnh báo cáo có hơn 500 ca nhiễm mới hàng ngày. Tỉnh Quebec thì báo cáo 409 ca bệnh mới trong thứ hai, tổng cộng có 1.163 ca nhiễm mới trong 3 ngày qua. Tỉnh Manitoba có 33 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Saskatchewan thì có 85 ca bệnh mới. Tại khu vực Đài Tây Dương, Nova Scotia có 9 ca nhiễm mới. Newfoundland có 3 ca, Prince Edward Island có 2 ca, New Brunswick có 4 ca nhiễm mới và cuối tuần Tỉnh New Brunswick cũng yêu cầu nhân viên chính phủ tiết lộ tình trạng tiêm chủng COVID-19. Vùng lãnh thổ Northwest Territories có 15 ca bệnh mới. Nghiên cứu cho biết trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng lây truyền COVID-19. Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng lây truyền COVID-19 hơn so với trẻ lớn hơn và tỷ lệ lây truyền cao nhất được quan sát ở trẻ từ 3 tuổi trở xuống. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Y e khoa JAMA Pediatric đã phân tích dữ liệu được thu thập từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 12 năm 2020 từ 6.280 hộ gia đình ở Ontario nơi có một cá nhân nhiễm COVID-19 và dưới 18 tuổi 1.717 hộ, tức là khoảng 27,3%, dường như là bị lây truyền thứ cấp, có nghĩa là ít nhất là một người khác trong nhà bị nhiễm coronavirus trong vòng 2 tuần kể từ khi ca bệnh đầu tiên. Những đứa trẻ bị nhiễm đầu tiên được chia thành 4 nhóm: 0 tới 3, 4 tới 8, 9 tới 13 và 14 tới 17 tuổi. Trong các nhóm này, trẻ em từ 0 đến 3 tuổi có tỷ lệ lây truyền cao nhất. Trẻ em từ 4 đến 8 tuổi và 9 đến 13 tuổi cũng có tỷ lệ lây truyền cao hơn so với nhóm lớn tuổi nhất. Kết quả cho thấy trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng truyền COVID-19 hơn so với trẻ lớn hơn. Theo các tác giả của nghiên cứu, hiểu được khả năng lây truyền của trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau có ý nghĩa đối với việc phòng ngừa lây nhiễm trong các hộ gia đình cũng như trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em và có thể giúp giảm thiểu nguy cơ lây truyền thứ cấp mặc dù trẻ em dường như không lây bệnh với tốc độ như người lớn những người chăm sóc nên nhận thức được nguy cơ lây truyền khi có trẻ nhỏ do việc cách ly với trẻ bị bệnh có thể là một thách thức và đôi khi là không thể các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng nếu có thể bao gồm sử dụng khẩu trang tăng cường rửa tay và tách biệt anh chị em Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hàng ngàn người Afghanistan sẽ được tái định cư trong những tuần tới trước tình hình thảm khốc tại đất nước này. Bảy người chết tại sân bay Kabul trong tuyệt vọng thoát khỏi Afghanistan. Trước tình hình cực kỳ nghiêm trọng ở Afghanistan, lãnh đạo của đảng tự do Justin Trudeau cho biết chính phủ đang cam kết tái định cư hàng ngàn người Afghanistan trong những tuần tới, khi các nhà lãnh đạo của đảng đối lập yêu cầu nhiều hành động hơn từ Canada. Vấn đề này đã trở thành trung tâm trong những ngày đầu tiên của chiến dịch bầu cử Liên bang. Phát biểu tại một điểm dừng bầu cử ở Quebec, Thủ tướng Trudeau nói rằng, tính đến thứ hai, ít nhất là có 807 người Afghanistan đã được sơ tán và 500 người đã đến Canada. Mặc dù hàng ngàn người vẫn mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn và tuyệt vọng, theo ông, Canada đang làm việc với Mỹ anh và các đồng minh khác cũng như các tổ chức viện trợ quốc tế với lời hứa tái định cư 20.000 người Afghanistan. Trong nhiều tuần, các phiên dịch viên người Afghanistan hỗ trợ quân đội Canada trong nhiệm vụ đã tìm cách rời khỏi đất nước và đang cầu xin sự trợ giúp khẩn cấp từ chính phủ. Hôm thứ Hai, các báo cáo mới và video cho thấy tình trạng hỗn loạn tại sân bay Kabul đã xuất hiện và các cuộc sơ tán đang được tiến hành tại Kabul sau khi Taliban tấn công thủ đô Afghanistan vào hôm Chủ nhật. Thủ tướng Trudeau đã phải đối mặt với một loạt các câu hỏi từ các phóng viên về các kế hoạch của chính phủ về việc điều hướng tình hình nhân đạo. Vì các thành viên nội các chủ chốt chịu trách nhiệm hiện cũng đang cạnh tranh để tái đắc cử trong chiến dịch bầu cử liên bang do chính ông phát động vào Chủ nhật. Ông nói đó là công việc mà Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Di trú tiếp tục làm ngay cả trong chiến dịch bầu cử. Mặc dù Hoa Kỳ có ý định rút quân ở Afghanistan vào mùa xuân này, chuyến bay sơ tán đầu tiên của Canada ra khỏi Afghanistan chỉ khởi hành vào ngày 4 tháng 8 sau khi kế hoạch sơ tán thông dịch viên được đưa ra vào tháng 7. Ước tính có khoảng 1.000 thông dịch viên vẫn sống ở Kabul. Nhiều người vào ngày Chủ nhật đã vội vã đến sân bay, con đường duy nhất để ra khỏi thủ đô trong một nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát số phận của những phi nhập viên người afghanistan đó càng phức tạp hơn khi canada đã đóng cửa đại sứ quán ở kabul và các nhân viên ngoại giao đã được giải tán các nhân viên canada còn lại là quân nhân và thủ tục xử lý giấy tờ cho những người vẫn còn ở afghanistan đang diễn ra từ xa hàng ngàn người afghanistan đã đổ xô vào sân bay chính của kabul vào hôm thứ hai một số tuyệt vọng muốn thoát khỏi Taliban đến nỗi họ đã bám vào một chiếc máy bay quân sự khi nó cất cánh để rồi tử vong. Các quan chức Mỹ cho biết ít nhất 7 người đã chết trong cuộc hỗn loạn này. Trong khi đó, tổng thống Ashraf Ghani, người trước đó đã rời khỏi đất nước, phải đối mặt với cáo buộc của Nga rằng ông đã bỏ trốn khỏi Kabul với bốn chiếc xe hơi và một chiếc máy bay trực thăng chở đầy tiền mặt, không ai biết hiện ông ở đâu. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã được di tản và lá cờ Hoa Kỳ đã được hạ xuống. Các nhà ngoại giao di chuyển đến sân bay để giúp hoạt động di tản. Các quốc gia phương Tây khác cũng đóng cửa các dịch vụ của họ và đưa nhân viên và công nhân của họ ra khỏi Afghanistan. Danh số bán nhà ở Canada giảm 3% trong tháng 7, giá trung bình giảm xuống còn 662.000. Thị trường nhà ở của Canada đang tiếp tục suy thoái, giá bán và khó lượng bán trong tháng 7 đều giảm so với mức vài tháng trước. Hiệp hội Bất động sản Canada CREA cho biết số lượng nhà bán hiện đã giảm xuống trong 4 tháng liên tiếp cũng như giá bán trung bình. Doanh số bán hàng vào tháng 7 năm 2021 thấp hơn 15% so với cùng tháng của năm trước, nhưng CREA chú ý rằng tháng 7 của năm trước là tháng bận rộn nhất từ trước đến nay. Khoảng 2 phần 3 thị trường trên toàn quốc đều chứng kiến doanh số bán hàng sụt giảm, đáng kể nhất là ở Prince Edward Island, Alberta và Saskatchewan. Doanh số bán hàng thấp hơn đôi chút ở Ontario, Quebec và BC. Trong khi tăng nhẹ ở những nơi khác, giá trung bình của một ngôi nhà Canada được bán trên dịch vụ MLS là 662.000 đô la. Con số này giảm so với mức cao nhất mỗi thời đại là 716.828 được thấy vào tháng 3 năm 2021. Mặc dù giá bán giảm so với tháng 3 nhưng vẫn tăng so với thời điểm này vào năm ngoái. Chỉ số giá nhà do Create thu thập đã tăng 22% trong năm tính đến cuối tháng 7, con số này giảm nhẹ so với mức 24% trong tháng 6. Doanh số sản xuất của Canada tăng trong tháng 6, nhưng doanh số bán sĩ đã giảm. Cơ quan thống kê Canada cho biết doanh số sản xuất đã tăng 2,1% lên 59,2 tỷ đô la trong tháng 6 nhờ sản xuất tại các nhà máy xe hơi và doanh số bán các sản phẩm xăng và than cao hơn. Sự gia tăng tổng thể là do doanh số sản xuất tăng tại 13 trong số 21 ngành được theo dõi. Doanh số bán xe có động cơ tăng 25,6% do hầu hết các nhà máy lắp ráp xe hơi ở Canada có thể tăng một phần sản lượng trong tháng 6, bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngành này. Doanh thu trong ngành xăng dầu và than đá đã tăng 5,2% do cả giá và khối lượng bán ra đều tăng cao hơn. Cơ quan thống kê StatCan cũng cho biết, doanh số bán sĩ đã giảm 0,8% trong tháng 6 xuống còn 71,5 tỷ đô la do doanh thu của ngành vật liệu xây dựng và vật tư cũng như máy mốt thiết bị và vật tư đã giảm. Doanh số bán sĩ, vật liệu xây dựng và vật tư giảm 5,4% trong tháng 6 do doanh số bán gỗ và các vật tư xây dựng khác đã giảm, trong khi doanh số bán máy móc, thiết bị và cung ứng giảm 3,5%. Thủ hiến tỉnh Quebec cam kết 100 triệu đô la cho nhà ở giá cả phải chăng ở phía bắc của tỉnh. Chán nản văn hóa bay đến và bay đi của người lao động ở các cộng đồng phía bắc của tỉnh Quebec, Thủ hiến François Legault cho biết chính phủ của ông sẽ xây dựng nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn ở phía bắc để thu hút các gia đình đến định cư. Theo Thủ hiến Legault, Quebec sẽ đầu tư 100 triệu đô la để xây dựng hơn 300 ngôi nhà ở phía bắc của tỉnh trước năm 2022 ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro và xây dựng nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn ở các thành phố phía Bắc như Chibogamo. Chibogamo là thành phố có khoảng 7.000 dân, nằm cách thành phố Quebec 500 km về phía Tây Bắc. Bộ trưởng Bộ Gia Cư Andre Laforest cho biết, nhà ở giá cả phải chăng là chìa khóa để tăng dân số của các thành phố phía Bắc. Khoảng 7 triệu đô la sẽ được tài trợ để xây dựng hai tòa nhà chung cư ở Chippewa vào mùa thu năm 2022. Thủ hiến Loco cho biết chính phủ của ông cũng đang xem xét việc cung cấp động lực là tiền cho người lao động để họ định cư ở các cộng đồng phía Bắc nhằm giảm xu hướng bay đến và bay đi ở đây. Phụ huynh ở Vaughan đã bị phạt 880 đô la sau khi gửi con có các triệu chứng COVID-19 đến nhà trẻ khiến 17 đứa trẻ khác bị lây nhiễm. Một phụ huynh ở Vaughan đã bị phạt sau khi họ bị cáo buộc gửi con đến nhà trẻ, trong khi đứa trẻ đang có các triệu chứng COVID-19. Người phát ngôn của vùng York cho biết, vụ việc xảy ra tại trung tâm chăm sóc trẻ em Tiny Treasures trong vùng vào ngày 3 tháng 8. Phụ huynh này đã bị phạt 770 đô la vì không tuân thủ điều khoản 22 của lệnh sức khỏe trong vùng và một khoản phụ phí bổ sung với tổng số tiền phạt là 880 đô la 17 trẻ em tại nhà trẻ này hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và một người lớn cũng bị lây nhiễm. Theo lệnh này, bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có các dấu hiệu hoặc triệu chứng phải cách ly cho đến khi họ nhận được xét nghiệm âm tính. Khu vực cho biết nếu bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình bạn đang có triệu chứng COVID-19, bạn phải ở nhà cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính và các triệu chứng phải cải thiện trong ít nhất 24 giờ. Nếu cá nhân không được xét nghiệm thì họ phải cách ly trong 10 ngày. Các thanh tra y tế công cộng của vùng York đã đưa ra 18 cáo buộc không tuân thủ kể từ khi lệnh có hiệu lực vào tháng 3. Đường tàu ngắm cảnh sang trọng của Canada ra mắt tuyến đường đầu tiên tại Hoa Kỳ. Một trong những tuyến xe lửa sang trọng được trang trí đẹp nhất miền Tây Canada, Rocky Mountaineer đã khởi động tuyến đường đầu tiên tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 qua dãy núi cùng tên là Rocky Mountain. Tàu chạy các tuyến đi hai ngày một đêm giữa Denver, Colorado, Moab và Utah. Tuyến đường mới được gọi là Rockies đến Red Rock cùng với ba tuyến đường sắt của tuyến ở Tây Canada, Vancouver đến Bath, Lake Lewis và Jasper, đưa hành khách qua một số vùng của Colorado trước khi đi vào miền Nam Utah. Rock Mountaineer có các hoạt động độc đáo, món ăn, thức ăn và dịch vụ tập trung vào sự sang trọng. Tàu đã trở thành hình mẫu cho ngành du lịch bằng tàu hỏa. Kể từ khi thành lập vào năm 1990, Rocky Mountaineer đã được World Travel Award vinh danh là trải nghiệm du lịch hàng đầu thế giới bằng tàu hỏa 8 lần. Và vào năm 2020, nó đã giành được giải thưởng Global Travel cho công ty đường sắt tốt nhất mặc dù chuyến đi trên tàu rockin mountaineer kéo dài nhiều ngày bạn không thực sự ngủ ở trên tàu trên thực tế thì không có toa xe ngủ ở trên bất kỳ tuyến đường nào của rockin mountaineer thay vào đó khách xuống tàu vào mọi buổi tối và nghỉ đêm tại một khách sạn địa phương làm như vậy với hai mục đích chính đó là để cho khách có một đêm ngon giấc hơn và để bảo đảm bóng đêm không che khuất khung cảnh đẹp một yếu tố khác biệt nữa là chương trình thức ăn và thức uống của tàu Rocky Mountaineer không giống như toa xe nhà ăn cổ điển. Thay vào đó, mỗi giải ghế được coi như là một bàn tại nhà hàng với dịch vụ cá nhân, các bữa ăn theo lịch trình và thức uống theo yêu cầu. Thực đơn sử dụng các nguyên liệu địa phương, nhiều món từ các khu vực mà tàu đi qua. Chẳng hạn như sườn ôm bia từ hãng Epic Brewing, xét thịt nguội làm từ bò rừng Colorado nai sừng tắm và thịt nai, các loại rau theo mùa từ nông dân ở Colorado và món tráng miệng từ Aspen Baking Company. Có hai hạng dịch vụ trong hành trình từ Rockies đến Red Rocks, Silver Leaf 1.250 Mỹ Kim mỗi người và Silver Leaf Plus 1645 645 mỗi người. Cả hai đều bao gồm tất cả các bữa ăn và đồ uống. Kể cả đồ uống có cồn và không cồn, Chỗ ngồi thì liên kề với cửa sổ có mái phòng bằng kính và nghỉ qua đêm ở Glenwood Hotel Colorado, Hotel Denver hoặc là Glenwood Hot Spring Resort. Mùa đầu tiên của tuyến đường Rockies Red Rock sẽ kéo dài đến hết ngày 19 tháng 11. Mùa năm 2022 sẽ được kéo dài đến 7 tháng và bắt đầu vào mùa xuân năm sau. Chi nhánh Trung Quốc của Tim Hortons dự tính giao dịch trên thị trường chứng khoán lên kế hoạch mở rộng quy mô lớn. Tim Hortons Trung Quốc đang có kế hoạch trở thành công ty niên yếp để đẩy nhanh triển khai chuỗi cửa hàng trên thị trường cà phê đang phát triển với kế hoạch mở hơn 2.500 địa điểm mới trong 5 năm. Restaurant Brands International xác nhận hôm thứ Hai rằng liên doanh của họ với công ty cổ phần tư nhân Cartesian Capital Group có Tencent và Sequoia Capital là cổ đông lớn, đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Silvercrest Acquisition Group, liên doanh có tên chính thức là TH International nhưng mang thương hiệu Tim Hortons Trung Quốc đã mở cửa hàng Tim Hortons đầu tiên ở Trung Quốc tại Thượng Hải vào năm 2019. TH International có thể sẽ giao dịch trên sàn Nasdaq. Các tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ đã chốt giá của Tim Hortons Trung Quốc là 1,69 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận, Tim Hortons sẽ nâng số cửa hàng của mình ở Trung Quốc lên hơn 2.750 cửa hàng vào năm 2026. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Tổng thống Biden vẫn giữ quyết định của mình ở Afghanistan. Áp thấp nhiệt đới đe dọa toàn phá thêm Haiti sau trận động đất. Số người thiệt mạng tăng lên 77 do lũ lụt ở Thổ Nhĩ Kỳ. 47 người được báo cáo là mất tích. Trái rừng đe dọa hàng ngàn ngôi nhà ở Florida khi miền Tây phải chống chọi với trái rừng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Các cuộc đụng độ diễn ra ở Thái Lan khi áp lực về cuộc khủng hoảng coronavirus gia tăng. Sau quyết định giãn cách xã hội thêm một tháng tại Sài Gòn, người dân tấp nập về quê tránh dịch. Việt Nam bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 trên cơ sở chuyển giao công nghệ từ Mỹ. Và cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới quân đội mỹ không thể và không nên chiến đấu trong một cuộc chiến và chết trong một cuộc chiến mà các lực lượng afghanistan không sẵn sàng chiến đấu cho chính họ tổng thống joe biden đã bảo vệ quyết định giữ vững của mình ở afghanistan với một giọng điệu vững chắc tổng thống joe biden hôm thứ hai nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ quyết định rút lực lượng hoa kỳ khỏi afghanistan và rằng sự sụp đổ của chính phủ afghanistan diễn ra nhanh hơn dự đoán Tổng thống Joe Biden cho biết ông phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc tuân theo thỏa thuận đã đàm phán trước đó để rút quân đội Mỹ trong năm nay hoặc gửi thêm hàng ngàn quân nhân trở lại Afghanistan trong thập kỷ thứ ba của cuộc chiến. Theo ông thì ông sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và không hối hận về quyết định rút lui của mình. Ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình trước cả nước từ phòng phía đông của Nhà Trắng. Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của mình. Sau 20 năm, tôi đã học được một cách khó khăn rằng không bao giờ có thời điểm thích hợp để rút các lực lượng Hoa Kỳ. Ông phát biểu sau khi kế hoạch rút quân của lực lượng Mỹ trở nên hỗn loạn tại sân bay của Kabul khi hàng ngàn người cố gắng chạy trốn sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản chính phủ và Tổng thống Afghanistan rời khỏi đất nước. Ông thà nhận những lời chỉ trích về thảm họa xảy ra ở Afghanistan hơn là chuyển quyết định này cho vị Tổng thống thứ năm Ông nói rằng quyết định rời khỏi Afghanistan là một quyết định đúng đắn đối với Mỹ. Theo ông thì duy trì hiện diện của Hoa Kỳ ở Afghanistan không còn là lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden mô tả những hình ảnh xuất phát từ Afghanistan, đặc biệt là tại sân bay ở Kabul, là đau thắt ruột. Nhưng ông không thừa nhận bất kỳ lỗi nào của Hoa Kỳ trong cách thực hiện lệnh rút quân. Ông thừa nhận rằng những tiến triển của quân Taliban diễn ra nhanh hơn dự đoán, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, vụ hỗn loạn tại sân bay đã khiến 7 người thiệt mạng hôm thứ Hai. Trong đó có một số người rơi từ máy bay vận tải quân sự của Mỹ đang khởi hành. Các quan chức giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về các hoạt động đang diễn ra. Người Afghanistan đổ xô lên đường băng của sân bay thủ đô khi hàng ngàn người cố gắng chạy trốn sau khi Taliban cướp chính quyền. Một số bám vào thành máy bay quân sự của Mỹ trước khi cất cánh. Trong một video được chia sẻ rộng rãi ghi lại cảnh tuyệt vọng khi cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ kết thúc hỗn loạn. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan thúc đẩy ngoại giao khu vực và lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người Afghanistan. Áp thấp nhiệt đới đang đe dọa tàn phá thêm ở Haiti sau trận động đất. Một hệ thống bão nhiệt đới đang đe dọa gây ra lũ quét và lở đất ở một khu vực ở Haiti, nơi một trận động đất 7,2 độ Richter đã giết chết gần 1.300 người vào thứ Bảy. Nhà khí tượng học Hayley Brink cho biết áp thấp nhiệt đới Grace đang tiến đến bờ biển phía nam của Hispaniola, hòn đảo bao gồm Haiti và Dominican Republic. Các điều kiện bão nhiệt đới có thể xảy ra trong khu vực vào cuối ngày hôm thứ Hai, nói thêm rằng dự báo sẽ có mưa vài inch với khả năng lên đến 15 inch, tức là 38 cm, ở một số khu vực bị cô lập cho đến hết thứ ba. Ông Jerry Chandler là người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti, cho biết rằng tôi lo lắng về cơn bão sắp tới vì nó có thể làm phức tạp thêm tình hình đối với chúng tôi. Mối quan tâm chính là vì mọi người đang ngủ ngoài trời kể từ trận động đất và họ có thể bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ quét. Cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti báo cáo ít nhất 1.297 người đã chết và hơn 5.700 người bị thương vào Chủ nhật. Những con số này dự kiến sẽ tăng lên khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục. Trận động đất đã phá hủy 13.694 ngôi nhà và làm hư hỏng 13.785 ngôi nhà khác. Sự tàn phá cũng đã đẩy các bệnh viện đến bờ vực sụp đổ, các con đường bị tắc nghẽn và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, khiến các nguồn cung cấp thiết yếu khó tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Số người chết do lũ quét Quét qua một số thị trấn ở các tỉnh thuộc biển đen của thổ nhĩ kỳ tuần trước đã tăng lên 77 người và các nhân viên cấp cứu đang tiếp tục tìm kiếm 47 người mất tích. Trong trận lũ lụt vào tuần trước, những dòng nước chảy xiết cuốn hàng chục chiếc xe hơi và hàng đống mảnh vỡ dọc các đường phố, phá hủy các tòa nhà và cầu, các con đường bị đóng cửa và cơ sở hạ tầng điện bị hư hỏng. 62 người chết ở tỉnh Kastamonu, 14 người khác chết ở Sinop và một người ở Bartin. 47 người được báo cáo mất tích ở Kastamonu và Sinop. Hơn 2.000 người đã được rời đi khỏi các khu vực bị ảnh hưởng, một số có sự trợ giúp của máy bay trực thăng và thuyền. Hơn 8.500 nhân viên đã tham gia vào các nỗ lực ứng phó khẩn cấp. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo lũ lụt tiếp tục do lượng mưa lớn dự kiến vào thứ Hai tại các tỉnh biển đen ở phía đông của các khu vực bị ảnh hưởng vào tuần trước. Cũng vào tuần trước, các quan chức cho biết một máy bay Nga được triển khai tới Thổ Nhĩ Kỳ để chữa cháy rừng đã bị rơi hôm thứ Bảy, khiến tất cả 8 người trên máy bay thiệt mạng. Năm thành viên phi hành đoàn của máy bay là người Nga và ba công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt trên máy bay. Chiếc máy bay đã được Nga gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8 tháng 7 để giúp dập tắt các đám cháy rừng đã quét qua đất nước trong những tuần gần đây trái rừng đang đe dọa hàng ngàn ngôi nhà ở California khi miền Tây phải chống chọi với trái rừng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hàng ngàn ngôi nhà ở miền Bắc California đã bị đe dọa vào ngày Chủ nhật bởi trận trái rừng lớn nhất ở Hoa Kỳ và các quan chức cảnh báo rằng nguy cơ bùng phát các đám trái mới trên khắp miền Tây rất là cao vì thời tiết không ổn định. Bão di chuyển bắt đầu từ thứ sáu không tạo ra nhiều mưa, nhưng gió giật mạnh tạo ra các tia sét trên khắp miền Bắc Sierra nơi các đoàn cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa Dixie Fire đã kéo dài một tháng trời. Nắng nóng gây gắt trở lại vào ngày Chủ nhật với nhiệt độ dự kiến lên tới 38 độ C. Gió giật lên tới 80 km h hôm thứ Bảy đã đẩy ngọn lửa đến gần Jamesville, California, một thị trấn có khoảng 1.500 người ở ngay phía đông của Greenville. Một cộng đồng nhỏ thời đại đào vàng đã bị tàn phá bởi trận hỏa hoạn 10 ngày trước. Đám cháy tiết si là đám cháy lớn nhất trong số hơn 100 ngọn lửa lớn bùng cháy ở hơn một chục tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Cả một khu vực bị tàn phá bởi hạn hán và thời tiết nóng, khô hạn đã biến những cánh rừng, đồng cỏ trở nên sơ sát. Cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang hoạt động trong một chế độ khủng hoảng, triển khai toàn bộ lực lượng cứu hỏa và tối đa hóa hệ thống hỗ trợ của mình. Anthony Scardina, phó kiểm lâm khu vực miền Tây Thái Bình Dương của cơ quan cho biết, có khoảng 21.000 lính cứu hỏa liên bang đang làm việc trên mặt đất. Cao hơn gấp đôi số lượng lính cứu hỏa được cử đến để ngăn chặn cháy rừng vào thời điểm này một năm trước. Hơn 6.000 lính cứu hỏa một mình chiến đấu với đám cháy Tixi. Nơi đã tàn phá 2.246 km vuông, một khu vực rộng bằng Tokyo hơn 1.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị phá hủy và gần 15.000 công trình kiến trúc còn đang bị đe dọa. Nguyên nhân của vụ cháy Dixie vẫn chưa được xác định. Pacific Gas và Electronics cho biết ngọn lửa có thể đã được trông ngồi khi một cây bị ngã ở trên đường dây điện của nó. Trong khi đó, thì Utah Fire Info cho biết một vụ cháy rừng nhỏ đã bùng phát hôm thứ Bảy ở phía đông của thành phố Salt Lake làm tạm thời đóng cửa xa lộ liên tiểu bang Interstate 80 và dẫn tới lệnh sơ tán đối với khoảng 8.000 cư dân, là do một chiếc xe có bộ chuyển đổi xúc tác bị trục chặt. Đám cháy tại Pali Canyon ước tính khoảng 2,4 km vuông đã dịu đi đáng kể qua đêm và nhà cửa không còn bị đe dọa. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đã khiến cho miền Tây Hoa Kỳ ấm hơn và khô hơn trong 30 năm qua và sẽ tiếp tục làm cho thời tiết khắc nghiệt hơn và trái rừng có sức tàn phá nặng nề hơn. Các cuộc đụng độ diễn ra ở Thái Lan khi áp lực về cuộc khủng hoảng coronavirus gia tăng. Cảnh sát Thái Lan đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những người biểu tình ở gần văn phòng với Thủ tướng Prayuth Chanucha hôm thứ Hai khi các đảng đối lập chỉ trích ông tại quốc hội về việc xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19. Hàng trăm người biểu tình đã tuần hành tại tòa nhà chính phủ để yêu cầu ông Prayut từ chức. Đây là biểu hiện mới nhất cho thấy sự tức giận ngày càng gia tăng của công chúng về dịch bệnh và ngày càng trầm trọng và kế hoạch triển khai vaccine hỗn loạn. Các cuộc biểu tình đang được dẫn đầu bởi các nhóm cũng tìm cách lật đổ cựu tổng tư lệnh quân đội Prayut vào năm ngoái, cáo buộc ông và đồng minh tìm cách giành quyền kiểm soát chính trị của quân đội. Các nhà lập pháp đối lập hôm thứ Hai đã đệ trình một đề nghị bất tín nhiệm chống lại ông Prayut và năm bộ trưởng trong nội các của ông, dẫn đến một cuộc tranh luận chỉ trích về cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể diễn ra vào cuối tháng này hoặc là đầu tháng 9. Cảnh sát đã bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng khi những người biểu tình tìm cách tháo dỡ hàng rào cảnh sát. Vụ việc mới nhất là trong một loạt các cuộc biểu tình gần đây dẫn đến bạo lực bao gồm cả việc sử dụng đạn cao su để giải tán biểu tình. Các cuộc đụng độ cũng diễn ra vào cuối ngày thứ hai gần nơi ở của Prayut ở một khu vực khác của thủ đô. Sau đây là cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới một số quận và khu học chánh của bang texas hoa kỳ vẫn giữ nguyên quy định yêu cầu học sinh và những người khác phải đeo khăn che mặt bất chấp phán quyết một ngày trước đó của tòa án tối cao texas ngừng lệnh đeo khẩu trang ở hai trong số các quận lớn nhất trong nước tuy nhiên các khu học chánh và cộng đồng khác đã bãi bỏ lệnh đeo khẩu trang gây ra sự bối rối cho các học sinh texas mà đã quay trở lại lớp học trong tuần này các quan chức trường học dallas cho biết hôm thứ hai là ngày đầu tiên trở lại lớp học rằng khẩu trang vẫn được yêu cầu trong tài sản của học khu và du khách không được phép vào trường. Học sinh và phụ huynh cũng tụ tập bên ngoài dinh thự của thống đốc Greg Abbott kêu gọi ông từ bỏ phản đối của ông đối với lệnh yêu cầu đeo khẩu trang của trường công. Trong khi đó, thì tất cả nhân viên chăm sóc sức khỏe ở bang New York phải được tiêm vaccine chống lại COVID-19 trừ khi họ được miễn trừ về mặt y tế hoặc tôn giáo. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết trong một ủy quyền mới được ban hành vào hôm thứ Hai, họ phải được tiêm ít nhất một liều vaccine trước ngày 27 tháng 9. Và bắt đầu từ thứ ba, thành phố New York sẽ bắt đầu yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng COVID-19 cho bất kỳ ai muốn tham gia vào phần lớn cuộc sống công cộng, bao gồm ăn uống trong nhà hàng, tập thể dục tại phòng tập thể dục hoặc đi bảo tàng. Mặc dù yêu cầu mới có hiệu lực vào thứ ba, nhưng việc thực thi sẽ không bắt đầu cho đến ngày 13 tháng 9 để công chúng có thêm thời gian tiêm chủng. Các quan chức thành phố hứa sẽ đào tạo cho các doanh nghiệp cách xử lý các cuộc đối đầu có thể xảy ra giữa khách hàng và nhân viên cửa hàng, những người sẽ đi đầu trong việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng. Tính đến thứ hai thì có hơn 207.6 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người tử vong trên toàn cầu là hơn 4.3 triệu người. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, tình trạng khẩn cấp do coronavirus của Nhật Bản sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 12 tháng 9, thay vì kết thúc vào cuối tháng này như kế hoạch ban đầu. Với việc virus tiếp tục lây lan trong nước, tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo, Osaka, Okinawa và ba khu vực khác vốn bắt đầu từ tháng 7 sẽ được kéo dài. Bang đông dân nhất của Úc là New South Wales hôm thứ hai đã báo cáo ngày tồi tệ nhất trong đại dịch với 478 ca nhiễm COVID-19 mới và 7 ca tử vong. Hai trong số những người chết đã có một liều vaccine, những người còn lại chưa được tiêm phòng. Ở châu Mỹ, thì nhiều người Mexico ở độ tuổi 30 và 40 đang phải nhập viện khi biến thể Delta càng quét qua các thành phố. Các cuộc thăm dò cho thấy sự do dự tiêm vaccine đang tăng lên ở các nhóm tuổi trẻ hơn. Tại Trung Đông, thì Iran đã ghi nhận số ca tử vong cao mới do COVID-19 trong ngày thứ hai liên tiếp, có 655 bệnh nhân đã chết trong 24 giờ qua. Iran đã áp đặt lệnh khóa cửa 5 ngày bắt đầu từ thứ Hai, bao gồm một lệnh cấm xa hơi cá nhân qua lại giữa các tỉnh. Israel nói rằng hơn 1 triệu người trên 50 tuổi đã được tiêm liều thứ ba của vaccine COVID-19. Israel đã bắt đầu cung cấp vaccine bổ sung cho dân số lớn tuổi cách đây 2 tuần, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine từ phương Tây làm điều đó. Ủy ban thường trực về tiêm chủng của Đức STIKO đã khuyến khích tất cả thanh thiếu niên trên 12 tuổi tiêm vaccine. Sau quyết định giãn cách xã hội thêm một tháng tại Sài Gòn, người dân tấp nập về quê tránh dịch. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng ngày 15 tháng 8 giờ Việt Nam, hàng ngàn người dân đã tự ý di chuyển bằng xe máy với ý định rời Sài Gòn về quê. Sau thông tin thành phố sẽ giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 9 để chống dịch COVID-19, Tại quốc lộ 1 đoạn ở phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, từng đoàn người mang theo hành lý di chuyển bằng xe máy theo hướng quốc lộ 1 để về quê. Còn tại chân cầu vượt Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, cả trăm người dân cũng chất đầy hành lý trên xe của mình. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu Suối Tiên, thành phố Thủ Đức. Điều này khiến lượng xe cộ ở các chốt kiểm soát giao thông liên tỉnh dồn lại đông đúc. Sau khi nắm được tình trạng nhiều người dân tự ý đi xe máy xe hơi cá nhân từ Sài Gòn về các tỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã tích cực phối hợp với công an tỉnh Bình Dương và công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường kiểm tra và giải thích hướng dẫn cũng như hỗ trợ người dân trở về nơi cư trú. Tránh tình trạng tập trung đông người giữa lúc thành phố Sài Gòn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Sau khi dòng người đi xe máy được hỗ trợ quay lại nơi cư trú, bến xe miền Đông mới bắt đầu thưa dần kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát trên toàn quốc vào khoảng cuối tháng 4 năm nay đã khiến nhiều người bị mất việc và không thể tiếp tục trang trải cuộc sống tại thành phố. Sau quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Sài Gòn, theo chỉ thị 16 đến hết ngày 15 tháng 9 được công bố trước đó, nhiều người dân đã tự ý di chuyển bằng xe máy để rời thành phố về quê sinh sống. Việt Nam bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên cơ sở chuyển giao công nghệ từ Mỹ. Theo đó, vaccine phòng ngừa COVID-19 này có tên gọi là ARCT-154 là vaccine sản xuất trên nền công nghệ mRNA đầu tiên tại Việt Nam. ARCT-154 sẽ có 3 giai đoạn tiêm thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Sau khi chuyển giao công nghệ từ công ty Arcturus Therapeutics Inc. Hoa Kỳ cho công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare là tập đoàn VinGroup, Giai đoạn 1 sẽ được thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 tình nguyện viên khỏe mạnh. Mục tiêu chính là đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Người tình nguyện sẽ được tiêm 2 mũi vaccine hoặc giả dược cách nhau 28 ngày. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện trên 300 tình nguyện viên tại các tổ chức nhận thử và tại cộng đồng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Còn đối với giai đoạn 3 sẽ thực hiện trên 20.600 người gồm giai đoạn 3A với 600 tình nguyện viên và 3B là 20.000 tình nguyện viên. Trong đó, giai đoạn 1 đã khởi động vào ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2021 giờ Việt Nam, với việc tiến hành tiêm mũi một vaccine ARCT-154 cho 100 tình nguyện viên khỏe mạnh tại Trung tâm Thử nghiệm Lâm Sàng, trường Đại học Y, Hà Nội. Theo thông tin từ các nhà sản xuất, các loại vaccine chống COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA của công ty Arcturus Therapeutics đã và đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 và 3 tại Mỹ, Singapore cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kết quả nhận được rất khả quan, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt yêu cầu và đáp ứng độ an toàn và khả năng dung nạp. Đặc biệt, vaccine ARCT-154 là vaccine mRNA tự nhân bản được thiết kế để chống lại các biến thể coronavirus khác nhau, bao gồm cả biến thể Delta rất dễ lây lan. Tại Việt Nam, vaccine ARCT-154 sẽ được thử nghiệm lại giai đoạn 1 và 2, đồng thời thử nghiệm giai đoạn 3 theo đề cương đã được Bộ Y tế phê duyệt. Vaccine ARCT-154 là vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA đầu tiên của Việt Nam và cũng là công nghệ tân tiến nhất hiện nay. Đó là SARNA, nghĩa là Self-Amplifying mRNA, tức là mRNA tự nhân bản. Công nghệ trên cho phép sử dụng liều vaccine thấp hơn trong khi kích thích miễn dịch kéo dài hơn, giúp cho hiệu quả phòng ngừa biến thể COVID-19 nhanh chóng và đơn giản cũng như có khả năng chống lại các biến chủng mới nguy hiểm như Alpha, Beta, Delta và Gamma. Dự kiến lô vaccine ARCT-154 đầu tiên sẽ được cung cấp vào đầu năm 2022. Và tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối ngày 16 tháng 8 giờ Việt Nam trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 8.652 ca nhiễm mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày thì có 4.473 bệnh nhân khỏi bệnh. Thành phố Sài Gòn vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 3.341 ca. Các ca mắc COVID-19 còn lại chủ yếu được ghi nhận tại Bình Dương có 2.522 ca nhiễm, Long An 599 ca, Đồng Nai 588 ca, Khánh Hòa 262 ca, Đồng Tháp 158 ca, Tiền Giang 152 ca và Vĩnh Long 131 ca. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào trong nước, đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình và Hải Phòng. Như vậy là kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 283.696 ca nhiễm, đứng thứ 77 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca đã hồi phục hiện là 106.977 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị chăm sóc tích cực ICU là 590 người. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO, thiết bị hỗ trợ sự sống là 22 người. Có thêm 368 ca tử vong được ghi nhận. Nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 16 tháng 8 là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc. Tính đến hết ngày 16 tháng 8 giờ Việt Nam, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ghi nhận hơn 14,7 triệu người dân đã được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, trong đó có gần 13,3 triệu người đã được tiêm một mũi và hơn 1,3 triệu người đã được tiêm mũi hai. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái Hôm nay một Canada bằng 0,7956 Mỹ Kim và bằng 0,6755 Euro, 1 Canada bằng 18.161 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 67 đồng 47 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 69 đồng 69 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.787.21 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 17 tháng 8 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Xin quý vị hãy bấm like và phản hồi để xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. cho Channel không những có các video tin tức được cập nhật hàng ngày mà còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón xem. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.